Thưa quý vị, sáng nay, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin một bác sĩ rút ống thở của người thân để cứu một sản phụ song thai lan truyền trên mạng xã hội từ đêm qua. Trợ lý của bác sĩ Cao Hữu Thịnh, từng công tác tại Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận hình ảnh hai em bé sơ sinh lan truyền trên mạng là hình của mình bị gán ghép vào một nội dung không có thật. Một đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng cho biết qua rà soát, đến nay chưa thấy có trường hợp bác sĩ khoa như mạng xã hội thông tin. Thưa quý vị, những ngày này, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân dân y miền Đông đang nỗ lực điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, hơn 100 nữ bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện được ví như những bông hồng thép trên trận tuyến đẩy lùi đại dịch. Sự khắc nghiệt của thời tiết, hiểm nguy lây lan dịch bệnh, không làm chùn bước bác sĩ quân y Võ Thị Bình Nhi. Khó khăn lớn nhất mà chị đang phải cố gắng vượt qua là nỗi nhớ đứa con mà đã lâu rồi chị chưa có dịp về thăm. Thứ kết nối duy nhất giữa chị với cậu con trai lúc này chỉ là những cuộc gọi video như thế này. Có nhận ra mẹ không? Mẹ nè, có nhận ra mẹ không? Ừ. Mẹ đấy. Con ở nhà ngoan nha. Hết dịp rồi mẹ về với con nha. Ở nhà ngoan, hết dịch rồi mẹ về. Gia đình tôi thì có con nhỏ mà 6 tháng tuổi. Tôi thì tham gia chống dịch ở đây. Còn con á, tôi gửi vào đơn vị cho chồng. Mặc dù điều trị bệnh nhân COVID gặp nhiều vất vả, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng mà chúng tôi vẫn đồng lòng quyết tâm chăm sóc sức khỏe tốt cho bệnh nhân để đẩy lùi dịch bệnh COVID. Hai vợ chồng đại úy Đỗ Thị Thu Hải đều là người lính quân y. Chồng chị cũng đang tham gia chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1. Do đó, cả hai vợ chồng đều đang có chung một mục tiêu, đó là đẩy lùi dịch bệnh. Với công việc hàng ngày của chúng tôi là lấy mẫu máu của bệnh nhân nhiễm COVID về để làm xét nghiệm. Thì đó là cũng có cái nguy cơ rất là cao, nhưng mà chúng tôi cũng quyết tâm để cùng với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Đối với những cái chị em mà làm việc tại bệnh viện thì các chị em khá là trẻ và lần đầu tiên cùng với toàn bộ nhân viên y tế trong cả nước tham gia một cái chiến dịch rất là lớn, thì tất cả chị em đều luôn sẵn sàng, tận tâm, tận lực và sẽ làm hết sức mình để góp phần chiến thắng dịch bệnh. Ở nơi tuyến đầu chống dịch, những bông hồng thép của Bệnh viện Quân dân y miền Đông vẫn miệt mài làm tốt nhiệm vụ của người thầy thuốc. Với họ, vì sự bình yên của cộng đồng, hạnh phúc cá nhân đang phải để lại phía sau. 600 đơn vị máu đã được công nhân các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bảo Minh, tỉnh Nam Định hiến tặng trong ngày hôm qua, mùng 7 tháng 8. Và ngay hôm nay thì số lượng máu này sẽ lên đường chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu nghiêm trọng trong bối cảnh dịch bệnh còn căng thẳng. Trong đại dịch COVID-19, hàng chục chuyên gia Ấn Độ vẫn được đảm bảo công việc và sức khỏe. Thấy được trách nhiệm của mình với cộng đồng nước sở tại, năm thứ hai liên tiếp, họ đăng ký hiến máu. Hiến máu là hành động thể hiện trách nhiệm của người dân dành cho cộng đồng. Tôi coi đây là việc thể hiện tình cảm với Việt Nam, khi mà miền Nam các bạn đang phải gồng mình đấu tranh với thách thức từ COVID-19 biến chủng mới. Đây là năm thứ hai khi dịch COVID-19 bùng phát, chương trình Một giọt máu đào gửi trao hy vọng được tổ chức. Với số lượng người đăng ký hiến máu tăng 5 lần so với năm ngoái, gần 1.000 người ở 15 doanh nghiệp, số lượng máu thu được là gần 600 đơn vị máu. Số máu này sẽ được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương gửi tới Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi thấy rằng phải nhanh chóng hơn nữa để mà có được một lượng máu góp phần cho công cuộc cứu chữa bệnh. Và kể cả mong rằng với những việc làm nhỏ bé của anh chị em, những người lao động tại khu công nghiệp Bảo Minh, góp phần thêm cho đồng bào, những cán bộ chiến sĩ y tế đang tham gia phòng chống dịch COVID có thêm niềm tin, có thêm động lực để cùng nhau chúng ta hướng đến một kết quả tốt đẹp trong chương trình phòng chống dịch COVID của cả nước. Viện Huyết học Trung ương thì bình thường là chỉ cung cấp máu cho cả khu vực miền Bắc thôi. Nhưng đợt này dịch COVID ở trong khu vực phía Nam rất là căng thẳng nên là Viện Huyết học Trung ương còn phải là tiếp cung cấp thêm máu cho cả khu vực phía Nam nữa. Nên là tình trạng máu nó đang rất là khan hiếm. Nên là những cái khu vực ở các tỉnh mà mình vẫn kiểm soát được dịch thì các đơn vị ở các tỉnh mà tổ chức được những buổi hiến máu như thế này thì là rất là đáng quý.
Mỗi đơn vị máu đều rất quý giá trong lúc này. Nhiều mạng sống nhờ đó mà sẽ được hồi sinh. Tinh thần tương thân tương ái của từng công nhân, người lao động ở Nam Định đang cùng cả nước tạo nên sức mạnh đoàn kết để có thể chiến thắng được dịch bệnh. Từ tối qua, trên mạng xã hội đã có nhiều bình luận trái chiều liên quan tới việc Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đề xuất phương án cấp bách là giấy đi đường cần có xác nhận của chính quyền phường sở tại để kiểm soát tốt việc đi lại. Cụ thể, các phường sẽ tiếp nhận đăng ký, quản lý danh sách của đơn vị và xem xét phê duyệt giấy đi đường của từng cá nhân, đảm bảo đúng đối tượng được làm việc. Nội dung văn bản nêu trên được hiểu là giấy đi đường do các cơ quan đơn vị ký đóng dấu theo mẫu ban hành chung của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, còn phải có dấu xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường sở tại, nơi cơ quan xác nhận đóng trụ sở, khiến cho nhiều người băn khoăn về sự chồng chéo. Cũng liên quan tới việc này, thành phố Đà Nẵng đã áp dụng giấy đi đường mẫu mới 2 ngày qua, quy định cách thức triển khai ở địa phương này được cho là nhất quán và đơn giản hơn. Phóng viên Đào Tuấn sẽ thông tin chi tiết đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 6 tháng 8 năm 2021, thì thành phố Đà Nẵng đã áp dụng mẫu giấy đi đường mới. Việc thay đổi giấy đường mẫu mới chỉ trong vòng hơn một tuần thực hiện chỉ thị 16 là bởi ngay khi thực hiện chỉ thị 16, thì giấy đi đường lần đầu tiên đã phát sinh một số các vấn đề. Ví dụ như là nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã cấp giấy đi đường một cách vô tội vạ cho nhiều người không đúng đối tượng. Ngoài ra, các cái chốt công tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng ghi nhận hơn 1.000 giấy đường không hợp lệ. Và điều này làm cho tỷ lệ người dân ra đường không đúng đối tượng vẫn nhiều. Chính vì lý do này mà từ ngày 6 tháng 8 thì Đà Nẵng đã cấp giấy đường đợt 2. Và mẫu giấy đường đợt 2 này thì thống nhất trên toàn địa bàn thành phố và cũng quy định rất rõ để thuận tiện cho người dân. Ví dụ như là các cơ quan nhà nước thì chỉ cần đơn vị quản lý xác nhận một dấu là hợp lệ. Còn đối với các doanh nghiệp nằm ở các khu công nghiệp thì ngoài chủ doanh nghiệp còn có sự xác nhận của ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất. Ở các doanh nghiệp khác trên địa bàn mà được phép hoạt động theo chỉ thị 16 thì chính quyền cấp phường sẽ là người xác nhận. Như vậy là với cách làm này thống nhất và đồng bộ thì thành phố Đà Nẵng đã thực hiện được 3 ngày giấy đi đường mới và kết quả thì cũng khá là tích cực. So với đợt 1 thì tỷ lệ người dân ra đường đã ít hơn. Và quan trọng là các chốt kiểm soát thì không phát hiện các trường hợp sử dụng giấy đi đường không hợp lệ như đợt 1. Với cách làm của Đà Nẵng thì cũng là kinh nghiệm cho nhiều địa phương khác trên cả nước muốn thực hiện chỉ thị 16 mà có áp dụng hình thức là giấy đi đường. Bởi nếu không có một sự thống nhất cũng như tiện lợi cho người dân trong việc cấp giấy đi đường thì chắc chắn công tác giám sát cũng như là triển khai kế hoạch giấy đi đường cho người dân, cho doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí là người dân sẽ gặp nhiều vất vả khó khăn trong quá trình xác nhận giấy đi đường. Theo kế hoạch, hôm nay Tổ công tác Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các tỉnh Nam Sông Hậu bao gồm Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang và Tiền Giang trên tinh thần kiểm tra sát thực tế, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu nhất trong công tác phòng chống dịch. Như trong nhiều bản tin trước đây, chúng tôi đã phản ánh về dòng người hồi hương về các tỉnh Bắc Trung Bộ khi nhiều tỉnh thành phía Nam thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tỉnh Nghệ An có số lượng không nhỏ. Đáng nói là trong đó có cả những trường hợp nhiễm COVID-19 mang theo nhiều nguy cơ khi trốn khai báo y tế. Ngày 1 tháng 8, người đàn ông ở xã Châu Kim, huyện Quế Phong từ Đồng Nai về đến huyện Nghi Lộc, Nghệ An bằng xe máy. Sau đó di chuyển trên 2 chuyến xe khách để về nhà nhưng không khai báo y tế. Tối ngày 2 tháng 8, sau khi bị phát hiện, người này được đưa đi khai báo y tế và cách ly tập trung. Ngày 4 tháng 8, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Huyện nhận thấy là cái đối tượng F0 có cái sự chuẩn bị để tránh cái sự quản lý của lực lượng chức năng. Thì sau khi đi xe máy từ Đồng Nai về đến Nghi Lộc thì đối tượng đã bắt 2 cái chặng xe ô tô để về Quế Phong và dùng nhiều cái thủ đoạn để qua cái chốt kiểm dịch để đi thẳng về nhà và không thực hiện khai báo y tế theo quy định. Thì khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì đối tượng khai báo là không trung thực, quanh co cho nên gây rất nhiều khó khăn cho cái lực lượng truy vết. Hiện đã có hàng chục nghìn công dân từ các địa phương có dịch, chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương trở về Nghệ An.
Ngoài 217 công dân được tỉnh đón về bằng máy bay, số còn lại do người dân tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân, trong đó khoảng 90 người trong số này nhiễm COVID-19 sau khi trở về địa phương. Là mình phải kiểm soát được cái những đối tượng công nhân đi về từ vùng dịch. Và rất khó kiểm soát là qua các cái lối đi đường bộ. Họ về tự phát, không thông báo và đi bằng nhiều loại hình thức phương tiện, là không tự giác khai báo này, thậm chí là trốn tránh khai báo này, rồi sau đó là không đi về thực hiện cách ly luôn, làm cho là chính quyền phải thực hiện các cái giải pháp mạnh đó, giống như là mệnh lệnh và thậm chí là áp tải. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 369 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn 19 huyện thị.